Đúng rồi. Bà Liên nó xem được sống không nhỉ? Ôi chết rồi, cái đinh rồi, cái đâm đinh đâm vào gáy mẹ này. À đau chân quá. À. À. Ôi sao cô không nói mẹ biết. Ôi. À đau quá. À đau chân quá, chảy máu chân mẹ rồi. Sao? Đưa đây mẹ, mẹ đi vào mẹ ném ra đi. Đau quá đi. Đi vào ô sửa không? Ờ đi vào đi. Thì đi vào đi. Đi vào mẹ đi kiện mẹ đi mượn mình vui rồi coi như đây. Đi. Nhưng mà ghê lắm nhỉ, của người ta ghê lắm nhỉ. Ủa ôi chết rồi, bà thấy đi bắt con bò nhà bà nội rồi. Đấy, đi nhanh lên vòng vào rắc con bò. Mai bố cháu hồi bất hơn. Đây à, anh em. Nó bảo là đi vào miền Nam đi. Bảo con chị Thanh đó. Ai? Vào miền Nam mới đang chừng thua. Ai? Thua nó bảo bỏ cái chúng nó ở nhà nhau đi, đi vào miền Nam mới. Thì lên bà cho bà vào cái ở nhà. Không chịu à? Không chịu đâu. Ba nào? Ba bên. Ba bên. Ôi, thế mày ngồi nhà bác Hương giờ về à? Mấy nhà chứ ăn mới nhà ăn đâu gớm ăn bao nhiêu mát nhà Liên lúc đó là đi chơi chờ thôi. Con bây giờ mới vào nấu đi vào nấu giống đâu ăn có cái thang giữa chơi dịu vào hồi nói ông Phương say rồi mẹ biết tính rồi nói thôi. Vợ cứ ngồi ngáp chảy nó ngắn nó dài ra nhỏ rồi. Đây là tối nay Thanh Minh con nhà mày ai chơi Thanh Minh. Ôi. Ôi, na. Mẹ ngu bẩn thỉu này. Ôi, chết rồi đánh ba thôi. Tao coi phim rồi. Tao coi phim rồi, tao đang lên mạng. Im. Im xem chết mẹ rồi. Đâu rồi, mất rồi. Im, mất rồi. Anh vô duyên đi. Lên cái lắc mẹ ghê đi. Im. Nó ra cả TV. Cặp con hổ cặp 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 c
về nấu cơm chiều mình ăn chứ. Về nấu chiều thì chiều nó tao vải rồi. Em bảo này này đừng có nấu gì đó, mua rau mua đồ về thôi. Có mua rau này giờ có mua. Ý là cô bảo ít mua rau đồ về. Em muốn tôi chả ăn nhiều đâu. Mua bất công rồi bày ra là tốn tiền mà lại. Có mua gì? Thế thịt một tủ. Rán xào đi mà ăn, nướng riêng mẹ đi mà ăn. Đó có mẹ.